cuộc trần thế khuyên ai hãy gầm danh mà chi lời lắm mà chi bả công danh như bọt nước chẳng ra gì mùi phú quý như dần mây tan đi sáng do mây cùng mơ thầy một mơ kiếp vào đến đâu cũng kìa sanh tử thấy liền trước nghi mắt nghi đám cô phàm đã thể thiếu niên thân cái thân này là cái giả thân nay còn bình nói già thúc phượt sống trên đời sống được bao lâu mới mài xanh kế đã bắt đầu rồi lại đến quan khâu một năm. Ôi tam thôn khi tại thiên bang dùng nhân đáng vô thường dạng sự nhân muốn giết đều mang lấy tất thôi hơi vừa dứt cuộc đời cũng nào có cái vợ con tài vật nhắm mắt rồi nắm lấy tay không nhớ nghĩa tàu thang có kẻ chẳng bền lòng đành cái giả mong chồng khác bỏ con dạy mắt đời hạnh phạt cái cuộc đời nghĩ thật buồn tình hết mê dâm lời mê tình toan mượn thú già lam phong cảnh gầm cuộc thế vui gì ham tranh đi cảnh thêm gây tình giờ giờ với thà sớm khuya vui thu nước non chiều lại niệm A Di Đà Phật mong dài
đường nghiệp dần nơi chấp sổ luôn ngồi im cửu giới hành vi ở thế gian nhiều tiếng thì phi về cửa Phật từ bi thì xa qua biển khổ mượn thuyền nghe bát nhà rửa bụi trần mượn nước ghi ba nhớ nguyện sao miền cực lạc hai vợ đâu này viết ít câu khuyên đời sớm sớm khá hồi đầu tu là đừng sao làng danh lời gây quan mưa gánh cầu Nam Mô A Di Đà Phật.